biến đổi là trái tim vàng của Chúa yêu thương. Ngày giã tư xuôi tay nằm trong cát bụi tàn, nghe xôn xao trời lời ru êm ái, Thiên Chúa nhân từ chào chào mọi người ở lại, tôi ra đi vĩnh viễn cuộc đời. Xin chào tạm biệt mọi người, tôi ra đi lìa xa trần thế. Xin chào mọi người ở lại, bao nhiêu năm chung ước đường chân, giờ này ra đi nhờ lòng từ bi Chúa tha lỗi lầm. Giờ này ra đi nhờ lòng từ bi Ngài thương cứu rỗi. Đường đời đau thương để lại tơ vương biết bao lỗi lầm, mong giờ phút này bên Chúa từng ngày hạnh phúc tràn đầy. Xin chào mọi người ở lại, tôi ra đi vĩnh viễn cuộc đời. Xin chào tạm biệt mọi người, tôi ra đi lìa xa trần thế. Xin chào mọi người ở lại, bao nhiêu năm chung bước đường chân, cuộc đời mong manh giữa bầu trời xanh, xác thân phận hèn, thân con yêu đuối, một đời gian nan, từng ngày lầm than, gặp bao sóng gió. Giờ này ra đi, lại Ngài quên đi biết bao tội đời, cho vào nước trời bên Chúa tuyệt vời, hạnh phúc đời đời. Xin chào mọi người ở lại, tôi
chào tạm biệt mọi người. Tôi xa đi, lìa xa chân thế. Xin chào mọi người, ở lại bao nhiêu năm chung hướng đường chân. Dòng đời trôi đi, rồi còn lại chi nhớ thương nhạt nhòa. Ngầm ngùi trong mong một lòng cày trông ngài thương cứu thoát. Khổ sâu quá mau ngục thu thương đau xót thương phần này, cho vào nước trời bên Chúa tuyệt vời hạnh phúc đời đời. Xin chào mọi người, ở lại tôi ra đi vĩnh viễn cuộc đời. Xin chào tạm biệt mọi người, tôi ra đi lìa xa chân thế. Xin chào mọi người, ở lại bao nhiêu năm chung hướng đường chân. Xin chào mọi người, xin chào mọi người. Ta đang hiện diện trong nghĩa trang thân yêu mà cách đây không lâu cha cố Gioan Battista đã dày công dựng nên. Và ngày hôm nay cha Gioan Battista đã trở về với lòng đất mẹ an nghỉ nơi đây. Chúng ta quy tụ nơi đây để cầu nguyện cho cha cố Gioan Battista không quản ngại đường xa nắng nôi như thế này. Chúng ta hiệp ý dâng tất cả để cầu nguyện cho ngài. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, khi an nghỉ trong ngôi mộ 3 ngày, Chúa đã thánh hóa phần mộ của mọi người tin vào Chúa, để khi dùng chôn cất thân xác, các phần mộ làm gia tăng niềm hy vọng sống lại. Xin Chúa thương cho tôi tớ Chúa được nghỉ yên trong ngôi mộ này cho tới khi Chúa là sự sống lại và là sự sống chiếu sáng, làm cho cha cố Gioan Battista được phục sinh và trong ánh sáng chiếu tỏa từ tôn ngang Chúa, cha cố Gioan Battista được nhìn thấy ánh sáng Chúa vĩnh cửu trên trời. Chúa hành sông và hiên tri muôn. Hồn tôi an oan như trong bồn tắm mà miệng tôi đứng vui tiếng cười, đôi tôi vang đời ca hát ngàn dân tung hô tôi thần vinh phu. Khi dân di âm qua khỏi kiếm điều đầy, tôi vẫn cứ như hương còn sông hoài dâm bờ chiến miên. Khi Chúa tơ hầm gọi tôi về, hồn tôi hân hoan.
đã muốn gọi người anh em chúng ta là cha cố Gioan Bautista ra khỏi đời này về với Chúa. Vậy chúng ta xin gửi thân xác ngựa cha cố Gioan Bautista cho lòng đất để thân xác ấy trở về nơi mình phát xuất ra. Chúa Kitô là đấng đầu tiên đã từ cõi chết sống lại. Người sẽ tái tạo thân xác yếu hèn của chúng ta nên giống thân xác sáng láng của Người. Vậy chúng ta xin phó dâng cha cố Gioan Bautista Maria chúng ta cho Chúa, để Chúa đón nhận và đưa vào chốn bình an của Ngài, và cho thân xác cha cố Gioan Bautista Maria được sống lại trong ngày sau hết. Chung ơn cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Anh chị em thân mến, Đức Kitô Chúa chúng ta đã phán: Ta là sự sống lại và là sự sống. Ai tin ta thì dù có chết cũng sẽ sống, và bất cứ ai sống và tin ta thì sẽ không phải chết muôn đời. Chúng ta hãy cầu nguyện cho cha cố Gioan Bautista Maria của chúng ta đây. Chúa đã khóc thương Lazaro, xin hãy lau sạch nước mắt chúng con. Xin Chúa nhận lời chúng con. Chúa đã làm cho kẻ chết sống lại, xin cùng thương cho cha cô Gioan Bautista chúng con được sống đời đời. Xin Chúa nhận lời chúng con. Chúa đã hứa thiên đàng cho người trộm biết thống hối, xin thương đưa cha cô Gioan Bautista chúng con về trời. Xin Chúa nhận lời chúng con. Chúa đã cho cha cố Gioan Bautista chúng con được thanh tẩy nhờ nước rửa tội và được in dấu nhờ việc sức dầu thánh. Xin thương nhận cha cố Gioan Bautista chúng con vào số các thánh và những người Chúa chọn. Xin Chúa nhận lời chúng con. Chúa đã nuôi dưỡng cha cho cố Gioan Bautista trong điều thánh mình và mẫu thánh Chúa. Xin thương nhận cha cô Gioan Bautista chúng con vào bàn tiệc nước Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Chúng con đang đau buồn thương nhớ cha cô Gioan Bautista chúng con. Xin thương nâng đỡ chúng con được an ủi trong đức tin và vững lòng trong đời được sống đời đời. Xin Chúa nhận lời chúng con. Lạy Chúa, chúng con nài xin Chúa thương xót tôi tớ Chúa là cố linh mục Gioan Bautista Maria đã qua đời, mà cho người đã có lòng ước nguyện làm theo ý Chúa không bị phạt vì những việc đã làm, để như ở dưới thế đức tin chân thật đã liên kết tôi tớ Chúa với cộng đoàn tín hữu. Từ trên trời, lòng thương xót của Chúa cũng làm cho cố linh mục Maria Gioan Bautista Maria được nhập đoàn với các thiên thần. Chung ơn cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Trước khi kết thúc, con xin có mấy lời gửi đến cha chánh sứ Thiên Ân, cha chánh sứ Tân Phú cùng quý cộng đoàn. Lúc nãy người nhà, với tư cách người nhà, chúng ta đã cảm ơn quý đức cha, quý cha. Từ đây người nhà với nhau, trước hết con xin chân thành cảm ơn cha sứ giáo sứ Phú Thọ Hòa và bà con giáo dân Phú Thọ Hòa đã yêu thương và để cái phần đất này cho ngài các yên táng tại nghĩa trang giáo sứ. Đây là một cái nghĩa cử thật đẹp của những người con cái đối với vị chủ chăn của mình, con xin chân thành cảm ơn. Tiếp đó xin chân thành cảm ơn cha sứ Thiên Ân. Những ngày này, nhất là từ hôm ngài đã đi bệnh viện đang tĩnh tâm, nhưng mà cha sứ trợ phó đã bỏ những cái công việc của mình để về chuẩn bị cho ngài, và cộng đoàn giáo sứ Thiên Ân
đã chuẩn bị mọi sự có thể nói trên mọi sự tuyệt vời cho đến giây phút này. Chúng con đây có nghĩa tử, có năm cha, rồi linh huyết tộc thì có bốn cha đây. Chúng con xin chân thành cảm ơn cha chánh xứ, cha phó xứ và cộng đoàn giáo xứ Thiên Ân đã tạo mọi điều kiện tốt đẹp nhất cho trẻ cô chúng con. Một người chúng con không thể là không nói đến đó là cha chánh xứ Tân Phú, là nguyên giáo xứ Thiên Ân. Ngài là trung gian nhưng mà lo mọi chuyện, hỗ trợ cho giáo xứ về chính quyền, về mọi sự được tốt đẹp hôm nay. Ngài không phải là con nhưng mà đúng là người con thờ tự của trẻ cô. Mọi lo mọi chuyện giấy tờ đất đai cùng là cái công việc truyền giáo của Ngài, cho nên hôm nay mọi sự tốt đẹp. Một lần nữa con xin chân thành cảm ơn quý cha giáo xứ Phú Thọ Hòa, giáo xứ Thiên Ân, giáo xứ Tân Phú và tất cả quý ông bà anh chị em, đặc biệt hội đồng mục vụ của giáo xứ Thiên Ân đã vì tình thương của những người con đối với vị mục tử của mình đã cộng tác để lo cho cha cố một cách rất là chu đáo. Chắc chắn cha cố vui mừng lắm, và rồi ngài về trời ngài sẽ chuyển cầu cùng Chúa đến cho quý cha, cho cộng đoàn, để rồi chúng ta sống tốt đời sống của người con cái Chúa. Một lần nữa chúng con xin chân thành cảm ơn. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa sẵn sàng đáp lại những lời khẩn cầu chính đáng và thương nhìn đến những ước nguyện đạo đức. Xin Chúa cho cha cố Gioan Baptista mà hôm nay chúng con sốt sắng cử hành nghi thức an táng được chung phần ân phúc với các thánh và những người Chúa chọn. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Chúa cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Giờ đây xin mời đội mai táng chúng ta thi hành nhiệm vụ. Xin mời ca đoàn.
trở về về bụi cho lạy Chúa. Chúa thương con nên Ngài gọi về với Ngài thôi. Thân con là bụi đất, đây con trở về, về bụi cho. Chúa mà thôi, Chúa là suối nguồn tình yêu. Vì Chúa thương con nên Ngài tao tăng, vì Chúa thương con nên Ngài gọi về với Ngài thôi. Vì Chúa thương con nên Ngài tao tăng, vì Chúa thương con nên Ngài gọi về. Chúa thương con nên Ngài tao tăng, vì Chúa thương con nên Ngài gọi về với Ngài thôi. Vì Chúa thương con nên Ngài tao tăng, vì Chúa thương con nên Ngài gọi về. Trốn trần gian bao bão bùng phù vây lấy thân con, giữa dòng đời con dường như kiệt sức ngóc trông lên Ngài, con nguyện Chúa thương con. Lạy Chúa, đời con là kiếp thân cho buồn cũng tàn rụi theo thời gian nóng tháng, như hoa kia khoe màu tươi sắc thắm cũng rụi tàn khi buổi chiều hoàng hôn. Khi sinh ra bao kẻ vui mừng, ngày lìa trần khẽ khóc nhớ thương. Xin cho con đang trốn trần gian luôn hướng nhìn về sự chết đau thương, để hằng ngày con làm việc đạo đức, biết trông chờ ngày con về, về với cha thôi. Lạy Chúa, đời con là kiếp thân cho buồn cũng tàn rụi theo thời gian nóng tháng, như hoa kia khoe màu tươi sắc thắm cũng rụi tàn khi buổi chiều hoàng hôn, cũng rụi tàn khi buổi chiều. Hãy subscribe.
chốn trần gian, bao bão bùng phù vây lấy thân con. Giữa dòng đời con dường như kiến sân, ngước trông lên ngài, con nguyện Chúa thương con. Lạy Chúa, đời con là kiếp thân cho buồn, cũng tàn rụi theo thời gian năm tháng. Như hoa kia khoe màu tươi sắc thắm, cũng rụi tàn khi buổi chiều.